Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp cuối tuần trên TTV. Mở đầu là bản tin của đài BBC News tiếng Việt. Thủ đô Hà Nội phong thành, thực hiện chỉ thị 16 từ 6 giờ ngày 24 tháng 7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chu Ngọc Anh, vào tối thứ Sáu ngày 23 tháng 7 đã ký quyết định cho thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Như thế, thủ đô Việt Nam sẽ phải thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24 tháng 7. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác. Người dân Hà Nội sẽ phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Hoạt động tăng lễ, chỉ tổ chức nghi lễ trong phạm vi gia đình, không quá 20 người, không tổ chức các đoàn viếng. Thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website www.tờkhaiyt.vn hoặc ứng dụng ncov Bluezone. Chỉ 16 thủ đô Hà Nội từ 6 giờ sáng ngày 24 tháng 7 sẽ đóng cửa tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trừ các trường hợp như sau: các trung tâm thương mại siêu thị chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa quả trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn chỉ bán các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày. Các cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch, cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh, các ngân hàng kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch, bảo đảm, vân vân, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội cũng được phép hoạt động. Theo thống kê chính thức từ ngày 29 tháng 4 đến nay, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 666 trường hợp dương tính, trong đó số dương tính ghi nhận ngoài cộng đồng là 415 trường hợp, số bị nhiễm đối với đối tượng đã được cách ly tập trung là 251 trường hợp. Và bây giờ là bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, thành phố Hồ Chí Minh gia hạn giãn cách chống dịch và đề xuất tình trạng khẩn cấp. Hôm 23 tháng 7, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh quyết định áp dụng thêm một số biện pháp mạnh hơn để chống dịch và gia hạn giãn cách xã hội thêm 8 ngày giữa lúc số ca nhiễm COVID-19 gần đến ngưỡng 50.000 ca. Trong lúc đó, một số đại biểu quốc hội của thành phố đang nhóm họp tại Hà Nội đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng dường như đề xuất này chưa được thống nhất xem xét. Truyền thông nhà nước loan tin rằng chính quyền thành phố sẽ siết chặt việc quản lý ở các khu phong tỏa với mục tiêu tiên quyết không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu vực này, trong khi các địa phương được yêu cầu thật quyết liệt trong kiểm tra, giám sát, người dân thực hiện nghiêm các quy định của chỉ thị 16 vốn đã được áp dụng trong hai tuần vừa qua. Một chỉ thị khẩn của thành ủy ngày 22 tháng 7 nêu rõ mục tiêu phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch, giữ vững mở rộng vùng an toàn và kiểm soát tự lây lan vùng nguy cơ cao. Theo đó, các nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly toàn thành phố sẽ bị thu hẹp, dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh không cấp thiết và siết chặt hoạt động của doanh nghiệp. Đối với hơn 3.000 khu vực phong tỏa, người dân chỉ được phép đi ra ngoài khi đi cấp cứu y tế và chỉ được mua thức ăn hai lần một tuần và sử dụng phiếu đi chợ, đi siêu thị do chính quyền cấp. Tại các khu vực có nguy cơ rất cao này, người dân phải ở trong nhà, các nhu yếu phẩm sẽ do chính quyền mang đến. Ông Nguyễn Văn Đường, một người dân ở quận Bình Chánh nói với Đài VOA, không cho đi lại thì làm sao làm ăn gì được. Nay thì giãn cách xã hội gia hạn đến ngày 1 tháng 8. Các nước cũng thực hiện cách này nhưng không căng như ở Việt Nam. Ở đây chủ yếu là người dân giúp người dân. Tôi thấy một số nhà từ thiện giúp dân chở thức ăn bằng xe ba gác cho dân mà dân giành giật nhau khủng khiếp lắm, thấy tội lắm. Nói chung là do họ đói. Ngày 23 tháng 7, hàng chục xe đặc chủng của quân khu 7 được huy động để phun 6 tấn hóa chất khử trùng toàn thành phố Hồ Chí Minh, theo trang VN Express đưa tin. Tính đến sáng ngày 23 tháng 7, thành phố có thêm 3.302 bệnh nhân bị nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca lên 48.863 ca, theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam. Chỉ riêng ngày 22 tháng 7, thành phố ghi nhận con số kỷ lục là 4.218 trường hợp bị nhiễm mới. Tiếp tục bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vụ hoa khôi báo chí được tiêm vaccine Pfizer không cần đăng ký, nhân viên y tế bị kỷ luật. Một nhân viên y tế đã bị kỷ luật và điều chuyển công tác sau vụ cựu hoa khôi báo chí Vũ Phương Anh khoe được tiêm vaccine của hãng Pfizer mà không cần đăng ký. Bộ Y tế Việt Nam cho báo chí nhà nước biết thông tin này vào tối ngày 21 tháng 7. Thông tin cụ thể về nhân viên y tế bị kỷ luật không được thông báo. Vào ngày 19 tháng 7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và bài viết của cô gái có tên Vũ Phương Anh ở Hà Nội, cựu Hoa Khôi, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết cô được ông ngoại ý nói bố đẻ của mình theo cách người dân thường gọi thay cho con, sắp xếp cho tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer. Cô Phương Anh còn khoe trên Facebook là cô không cần đăng ký, vì đăng ký thì biết bao giờ mới đến lượt theo bài viết được đăng trên trang web của đài Á Châu tự do, ngoài cô Phương Anh còn có một cô gái khác cũng khoe trên Facebook rằng cô cũng được tiêm vaccine Pfizer nhờ quen biết người Anh là tiến sĩ bác sĩ Đỗ Đình Tùng, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Sampo, giám đốc trung tâm kỹ thuật cao và tiêu hóa ở Hà Nội. Tướng Phạm Minh Chính hôm 21 tháng 7 cũng yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương thực hiện nghiêm việc phân bổ vaccine đồng thời yêu cầu làm rõ thông tin những trường hợp tiêm vaccine ngừa COVID-19 không cần đăng ký. Bộ Y tế xem xét cấp phép khẩn cấp cho vaccine Made in Vietnam. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếp tục đưa tin. Việt Nam đang xem xét cấp phép cho vaccine Nanocovax, loại vaccine ngừa COVID-19 do Việt Nam tự sản xuất để sử dụng khẩn cấp trong nước giữa bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát mạnh và nguồn cung vaccine vẫn còn hạn chế, theo thông tin từ Bộ Y tế. Ngày 22 tháng 7, Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã họp đánh giá kết quả thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược phẩm Nanogen sản xuất theo công nghệ DNA protein tái tổ hợp. Dựa trên đánh giá, Bộ Y tế Việt Nam cho biết vaccine Nanocovax có thể được chấp thuận để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Loại vaccine Made in Việt Nam này đã trải qua giai đoạn thử nghiệm, đợt đầu kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2020 và đợt 2 từ ngày 26 tháng 2 năm 2021. Giai đoạn 3 bắt đầu vào ngày 11 tháng 6 năm 2021. Kết quả từ hai giai đoạn thử nghiệm đầu tiên cho thấy tất cả những người tình nguyện đều phát triển được kháng thể chống lại virus corona vẫn theo tin từ Bộ Y tế Việt Nam. Tại cuộc họp, công ty Nanogen cho biết đến nay đã có hơn 13.620 tình nguyện viên được tiêm vaccine Nanocovax. Giai đoạn thứ ba và giai đoạn cuối cùng có 13.000 tình nguyện viên tham gia, với 1.004 người nhận được hai mũi tiêm. Công ty cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ liên quan đến sản phẩm và kết quả của thử nghiệm để trình lên Bộ Y tế vào tuần tới để được cấp phép sử dụng khẩn cấp. Bộ Y tế Việt Nam cho biết dữ liệu nghiên cứu và đánh giá chung cho thấy vaccine Nanocovax an toàn, có tính sinh miễn dịch tốt nhưng chưa đủ thời gian để đánh giá về hiệu lực. Bộ này nói sẽ nghiên cứu và xem xét cấp phép sử dụng khẩn cấp cho loại vaccine này sau khi nó đáp ứng các tiêu chuẩn khoa học và pháp lý, với mong muốn Việt Nam sớm sản xuất được vaccine Made in Việt Nam và đảm bảo nguồn cung vaccine để đối phó với đại dịch. Nanocovax được xem là ứng cử viên triển vọng nhất trong bốn loại vaccine mà Việt Nam đang phát triển. Nếu được chấp thuận, Việt Nam sẽ sớm đưa loại vaccine này vào sản xuất thương mại. Cho đến nay, Việt Nam đã phê duyệt 6 loại vaccine để sử dụng khẩn cấp, bao gồm Janssen, Moderna, Sputnik V, Pfizer, Sinopharm và AstraZeneca. Chính phủ Việt Nam cũng đang nỗ lực để có được ít nhất là 150 triệu liều vaccine để đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối quý 1 của năm 2022. Tính đến sáng ngày 23 tháng 7, Việt Nam đã tiêm được 4.411.659 liều vaccine, chủ yếu là AstraZeneca cho người dân, nhưng chỉ có 334.560 người là được tiêm đủ hai liều. Tiếp tục bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc cho hay 3 triệu liều vaccine Mỹ cho Việt Nam không kèm bất kỳ điều kiện gì. Hôm 23 tháng 7, Tòa Bạch Ốc cho biết sẽ gửi cho Việt Nam thêm 3 triệu liều vaccine COVID-19 với mục đích duy nhất là cứu sống người dân Việt Nam trong dịch bệnh, chứ không kèm theo bất kỳ điều kiện gì, đồng thời cho biết lô vaccine này sẽ đến Việt Nam vào cuối tuần. Hoa Kỳ với cam kết là đầu tàu trong việc chấm dứt đại dịch ở khắp mọi nơi sẽ vận chuyển 3 triệu liều vaccine Moderna đến Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Những liều vaccine này sẽ được giao đến Việt Nam vào cuối tuần này, ngoài số 2 triệu liều đã được viện trợ cho Việt Nam trước đây. Thông tin viên của đài VOA, Pasi Widakuswara dẫn lời một quan chức tòa Bạch Ốc cho biết. Quan chức tòa Bạch Ốc dẫn lời tổng thống Joe Biden cho biết thêm, Mỹ sẽ là nhà cung cấp vũ khí vaccine cho cuộc chiến chống COVID-19. Chúng tôi tự hào có thể cung cấp những vaccine an toàn và hiệu quả này cho người dân Việt Nam. Chúng tôi chia sẻ những liều vaccine này không phải để mong cầu sự ưu ái hoặc nhượng bộ. Vaccine của chúng tôi không đi kèm điều kiện gì chúng tôi đang làm điều này với mục tiêu duy nhất là cứu sống người dân, quan chức tòa Bạch ốc này nói. Bây giờ là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Khởi tố người giúp Lê Dũng Vô va bỏ trốn. Công an thành phố Hà Nội vào tối ngày 22 tháng 7 cho báo chí nhà nước biết, cơ quan này vừa quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự che giấu tội phạm và khởi tố ông Nguyễn Văn Son, người được công an xác định là đã giúp cho nhà báo tự do Lê Văn Dũng bỏ trốn khi có lệnh truy nã. Nhà báo Lê Văn Dũng, 51 tuổi, hay còn được biết đến với cái tên là Lê Dũng Vova, bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội bắt giữ hôm 30 tháng 6, sau khoảng một tháng bị truy nã. Ông bị khởi tố về tội làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Theo truyền thông nhà nước, Lê Dũng Vô Va bị bắt khi đang bỏ trốn tại nhà người quen ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Son, 65 tuổi, được công an xác định là họ hàng của nhà báo Lê Dũng Vô Va và thường trú tại thôn Nguyên Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ông Son bị khởi tố về tội che giấu tội phạm theo Điều 389 Bộ Luật Hình Sự. Nhà báo Lê Dũng Vô và là người có kênh YouTube với tên Chấn Hưng TV, truyền đưa các tin về dân oan mất đất và các vấn đề về tham nhũng, ô nhiễm môi trường hay tranh chấp biển Đông. Việc chính quyền khởi tố và bắt giữ nhà báo Lê Dũng Vô và đã gặp phải sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền quốc tế vì bị cho là đàn áp tự do ngôn luận và tự do báo chí. Trở lại với bản tin của Đài BBC News tiếng Việt, Trung Quốc không cho hù điều tra giai đoạn 2, nguồn gốc virus Trung Quốc đã từ chối giai đoạn 2 trong kế hoạch của Tổ chức Y tế Thế giới nhằm điều tra nguồn gốc của đại dịch virus Corona. Tổ chức Y tế Thế giới WHO muốn kiểm tra các phòng thí nghiệm tại Trung Quốc nơi virus Corona lần đầu tiên được xác định, nhưng Gen Jixin, Thứ trưởng Bộ Y tế nói rằng điều này cho thấy sự thiếu tôn trọng với tri thức và sự kiêu ngạo đối với khoa học. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết rất ít khả năng virus này thoát ra khỏi phòng thí nghiệm của Trung Quốc nhưng lý thuyết này vẫn tồn tại. Các nhà điều tra đã có thể đến Vũ Hán, thành phố nơi virus được phát hiện lần đầu tiên hồi tháng 12 năm 2019. Các nhà điều tra đã có thể đến Vũ Hán vào tháng Giêng năm nay. Nhưng vào đầu tháng này, người đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới Hu, tiến sĩ Teros, đã vạch ra các điều khoản trong giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra. Điều này bao gồm việc xem xét một số tổ chức nghiên cứu khoa học của Trung Quốc. Hiện ông đã kêu gọi Trung Quốc hợp tác hơn trong việc điều tra giai đoạn đầu của đợt bùng phát dịch bệnh. Ông kêu gọi Bắc Kinh minh bạch cởi mở và hợp tác với các nhà điều tra và cung cấp dữ liệu bệnh nhân thô chưa được chia sẻ trong cuộc điều tra đầu tiên. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, ông Zen cho biết ông vô cùng ngạc nhiên trước đề xuất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO vì nó tập trung vào việc vi phạm các quy trình phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Ông nói rằng không thể để Trung Quốc chấp nhận các điều khoản, đồng thời nói thêm rằng nước này đã đệ trình các khuyến nghị truy xuất nguồn gốc của riêng mình. Chúng tôi hy vọng Hu sẽ nghiêm túc xem xét các cân nhắc và đề xuất của các chuyên gia Trung Quốc và thực sự coi việc truy tìm nguồn gốc của virus COVID-19 như là một vấn đề khoa học và loại bỏ can thiệp chính trị. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Gen nói. Hơn 4 triệu người đã chết trên toàn thế giới kể từ khi đại dịch bắt đầu và tổ chức y tế thế giới khu đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng của quốc tế trong việc điều tra sâu hơn về nguồn gốc của virus hôm thứ năm hoa kỳ chỉ trích lập trường của trung quốc là vô trách nhiệm và nguy hiểm thư ký báo chí của tòa bạch ốc chen saki cho biết tại một cuộc họp báo rằng việc điều tra là rất quan trọng để giúp ngăn chặn đại dịch tiếp theo bà saki nói thêm đây là việc cứu sống nhiều người trong tương lai và đây không phải là lúc để ngăn cản việc này vào đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho các quan chức tình báo Mỹ nhân đôi các nỗ lực điều tra của chính họ về đại dịch này. Việt Nam nhận thêm hơn 1 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca, bản tin từ Đài Á Châu Tự Do. Việt Nam trong ngày 23 tháng 7 nhận thêm 1 228.500 liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca. Đây là lần giao thứ 5 thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa công ty cổ phần vaccine Việt Nam và AstraZeneca dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế Việt Nam. Như vậy, đến nay, hơn 3 100.000 liều vaccine AstraZeneca đã được chuyển đến Việt Nam theo hợp đồng này. Tổng số vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca đã về đến Việt Nam theo hợp đồng vừa nêu, cũng như từ cơ chế COVAX và viện trợ song phương giữa chính phủ các nước là 8 triệu 600 000 liều. Số này tương đương 3 phần tư nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 trên cả nước Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, vào ngày 25 tháng 7, 3 triệu liều Moderna mà Hoa Kỳ tặng sẽ về đến Việt Nam, nâng tổng số vaccine Mỹ tặng quốc gia Đông Nam Á này lên 5 triệu liều. Một quan chức của tòa Bạch Ốc không nêu tên nói với hãng tin Reuters vào hôm 22 tháng 7 rằng lô vaccine đến Việt Nam vào cuối tuần này nhằm giúp Việt Nam chống lại dịch bệnh đang bùng phát tồi tệ, nhất là các tỉnh phía Nam. Phía Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để xây dựng một thế giới an toàn hơn và vững chắc hơn chống lại mối đe dọa từ bệnh truyền nhiễm. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, USAID, trên trang Facebook chính thức của mình cũng đăng tải đường dẫn bài viết từ Reuters và xác nhận thông tin vừa nêu. Ngoài ra, ở bài đăng này ngày 21 tháng 7, USAID cũng cho biết Mỹ đã tài trợ 4,7 triệu đô la để giúp Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng xét nghiệm, hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật về chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, sàng lọc y tế tại các cửa khẩu và các hỗ trợ khác. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng cung cấp 5 triệu đô la để hỗ trợ giảm thiểu tác động của COVID-19 đối với nền kinh tế Việt Nam. Vào ngày 22 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với báo chí rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam đang thảo luận với nhà sản xuất Hoa Kỳ về điều kiện chuyển giao công nghệ vaccine mRNA. Đây là công nghệ của hãng Moderna và Pfizer. Nhà máy sản xuất sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn công nghệ với công suất từ 100 đến 200 triệu liều mỗi năm và có thể bắt đầu sớm từ quý 4 sang năm. Thưa quý vị, Thế vận hội Tokyo khai mạc với buổi lễ yếu siêu sân vận động Vắng Tanh, bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Sau thời gian dài bị hoãn vì đại dịch, Thế vận hội mùa hè Tokyo cuối cùng đã khai mạc vào tối thứ Sáu ngày 23 tháng 7 với màn bắn pháo hoa nhiều tầng và các tiết mục dành cho truyền hình trình diễn ra trong một sân vận động gần như trống trơn. Buổi lễ đầy màu sắc nhưng bầu không khí rất trầm, hoàn toàn ăn khớp với một kỳ Olympic giữa lúc có đại dịch. Ban tổ chức hy vọng rằng các cuộc thi đấu của các bộ môn thể thao sẽ tạo ra bầu không khí sôi động hơn, thu hút sự chú ý hơn so với sự phản đối của nhiều người Nhật đối với Thế vận hội lần này. Hôm nay là một thời điểm của hy vọng. Vâng, nó rất khác so với những gì tất cả chúng ta đã tưởng tượng. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach phát biểu. Nhưng chúng ta hãy trân trọng thời khắc này vì cuối cùng tất cả chúng ta cùng nhau có mặt ở đây cảm giác ở bên nhau đây chính là ánh sáng cuối đường hầm tăm tối của đại dịch ông back tuyên bố nhiều tháng qua trên khắp nhật bản nhiều người phản đối việc tổ chức thế vận hội tuy nhiên bên trong sân vận động vào tối ngày 23 tháng 7 lễ khai mạc diễn ra nhằm thể hiện rằng thế vận hội và tinh thần của sự kiện này vẫn bất diệt tiếng nhạc lớn của buổi lễ ác đi tiếng hò hét của những người biểu tình rải rác ở bên ngoài kêu gọi hủy bỏ thế vận hội Phần lớn các vận động viên đeo khẩu trang, vẫy tay chào nhiệt tình hàng ngàn chiếc ghế trống. Và qua truyền hình, họ cũng vẫy tay chào khán giả trên thế giới khao khát khi xem họ thi đấu. Một số vận động viên tuân thủ quy định giãn cách khi diễu hành, trong khi những người khác đi thành từng nhóm hoàn toàn trái ngược với hy vọng của ban tổ chức. Các nhà tổ chức dành một phút mặc niệm cho những người đã thiệt mạng trong đại dịch, trong khoảnh khắc yên tĩnh đó và âm nhạc tạm dừng, từ xa vọng đến tiếng hô của các cuộc biểu tình nhật hoàng naruhito tuyên bố khai mạc thế vận hội sau đó là màn bắn pháo hoa trên sân vận động lúc này có thể dễ dàng thấy được thế vận hội lần này khác biệt so với các lần trước ra sao sân vận động quốc gia đẹp đẽ của nhật có lẽ trông giống như một khu quân sự biệt lập bao quanh với những lớp hàng rào trắng lớp các con đường xung quanh đã bị phong tỏa và các cơ sở kinh doanh bị đóng cửa Bên trong, cảm giác bị cách ly, bị kiểm dịch cũng hiển hiện. Các khán giả, những người cổ vũ thường hò hét ủng hộ cho đất nước của họ và hòa minh với mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã bị cấm vào sân. Chỉ có một số nhà báo, quan chức, vận động viên và những người tham gia được sàng lọc cẩn thận. Hiện thực lúc này là biến thể Delta của virus corona vẫn đang lây lan mạnh, kéo căng hệ thống y tế của Nhật Bản ở nhiều nơi và làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát dịch như một trận lỡ tuyết mới chỉ có hơn 20% dân số của Nhật được tiêm chủng đầy đủ và gần như ngày nào người ta cũng phát hiện ra các ca dương tính với virus trong khu Olympic, vốn được xem là có thể tách biệt những người tham gia Olympic khỏi người dân Nhật Bản đang đầy lo lắng và hoài nghi. Nhưng ít ra trong một đêm, sự tráng lệ và thông điệp đầy hy vọng của buổi lễ khai mạc có thể khiến nhiều khán giả toàn cầu tạm quên đi sự đau khổ và giận dữ xung quanh họ bản tin của chúng tôi đến đây là hết xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau